Hello, chào tất cả anh chị các bạn nha. Em thương lên sóng cho chị bạn một gốc trắc đỏ đen. Vân rất là đẹp anh chị bạn. Vân phê luôn anh chị bạn. Đấy, hàng tươi thì nó có bị bọng từ đây xuống nên các bạn. Rất là đẹp, vân rối oăm luôn. Cục đây là 20 cân các anh. 20 cân. 20 cân thì chiều cao từ cái mé đây lên đây đó này là được 52 và lên tân trên đây là được 70. Đấy. Và chiều ngang này 25, dưới đây là được 22. Đấy. Nói chung nó còn rất dày anh chị bạn nhé, còn dày lắm để cho mọi người đục. Chiều sâu thì được 18 20. Phần đằng sau như thế này. Đây. Đó thì nó như thế này thôi các bạn, chứ còn nó không được đẹp. Không được đẹp như em bán cho anh chị các bạn là 400 cộng ship nhé. 400k cộng ship, nếu anh chị bạn nào mà lấy được thì inbox cho em nhé. Nó chỉ có thế này thôi. Đục đẽo này nọ là cũng vẫn còn được các bạn. Cứ đang quay nó tối om lại. Tài thật. Vân rất là phê luôn đó. Mặt đây là lõi. Lõi. Nhìn vân phê lắm. Điện thoại cùi bắp đang quay sáng là giật phát tối om. 400k cho bạn nhé, thiện chí liên hệ em. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều nhé.